Ai bảo anh kiếm được không? Chào anh em nha. Thì bữa nay anh em mình lại đi bắt ong. Ổ ong này thì anh em vừa mới tìm thấy luôn, là nó ở một cái mương nước rất là lớn các bạn ạ. Thì thường ổ ong thì nó hay nằm ở những cái mương nơi mà có nhiều ổ mối ấy, là nó sẽ làm. Nơi mình đây thì nó ít đá nên là nó không có ong nằm trong khe đá, mà nó chỉ nằm ở trong cái những ổ mối như này thôi. Có nhiều chỗ thì tụi mình đi này bắt thì ở trong cái khu vực có nhiều đá thì nó hay gọi ở trong cái khe đá. Còn đây thì nó lại ở những ổ mối. Tới luôn. O to lắm. Lại ổ mới rồi. Ổ mới mà sao lại ra ngoài sớm thế nhỉ? Tập bay. Tới ổ luôn các bạn ạ. Để cho nó dài. Cái ổ này dễ bắt chúa, bắt được chúa nữa. Đang quá trình cho nó thêm tí khói các bạn ạ. Cho ong nó dịu đi. Trong tẹo nó mấy con ong già nó về là nó đốt. Nó quạt tắt luôn đi, điếu thuốc luôn đi nha. Mở rộng luôn đi. Khu này rất rộng các bạn ạ. Cái mương nước này thì to, do trên phía trên kia là một cái cánh rừng cao su ấy, nên nước nó đổ về đây, đa số nó về đây hết. Chẳng nói mất hay. Ai cấm? Ca sĩ nó còn vào trong trại nó hát chỗ mật trắng này, mật mới này, mật hớn. Ăn sáp nhỏ nha. Ừ. Thuốc ấy. Mình không đưa thuốc. Ôi, này bắt chúa ngon này. Đấy, cho nó tí nữa thì cho nó dịu luôn. Nó bắt ngon. Ăn sáp này các bạn này. Ổn nhỏ nha. Ổn nhỏ ăn đơn. Quạt, quạt chứa thuốc. Khói bay ngược ra luôn. Nguồn ở phía trong rồi. Nguồn ở phía trong bắt ngược. Chắc được đấy, bắt đi anh ạ. Mà thì phải cao đất ra. Ít một mũi dao nhọn không cần phải sâu. Nó tự vào sâu ấy chứ. Đừng cao quá, thấp xuống, đào như vậy tí lấy nó khó. Khoáng nhỏ, khoáng chậm, nhìn nó dễ, ong dễ. Cái cậy cậy tí một đó, rồi nhìn thấy cái nách nó là bấm luôn. Quay ngược mũi dao, cắt từ trong cắt ra, cào cái đất ra, cái đất bên dưới, cào cho nó sạch ra, đó như thế nó mới tí nữa. Nó rơi cái sáp ra là nó dễ lấy. Nhìn thở sâu xuống, lấy cái mũi dao đi theo chọc chọc thẳng ấy.
Cái này mềm không mà, rồi đỡ. Rồi cấu cái đất đi, đây, mặt đây. Nhỏ nhưng mà vẫn có võ, cấu cái này đất đi. Đấy, cứ chỗ nào đất thì cấu đi. Mặt nhiều vết nhỉ? Ừ, cái trong kia nhiều hơn. Cái đầu tiên mà. Đấy, đây là thanh niên lần đầu tiên anh làm chuyện ấy. Cậy gì lại cậy cái đất bên trên ra. Lấy đến đâu cậy đến đấy thì nó dễ. Rồi, ấy nó đi, sủi ong đi. Mật thì đẹp nhưng non á. Ngón tay ăn đèo con ong đau. Nhẹ quá, ong tỏi tỏi đi. Anh yếu quá mà anh bóp phát con ong chứ cứng. Rồi cậy đất tư, cậy mở lên trên. Đúng rồi, đấy, nó cứ ít một, ít một. Cứ lấy mũi dao, vặn ngang con dao. Đút vào vặn, vặn, vặn. Như kiểu khoan ấy. Nó là tổ mối mà. Cứ khoan, ít một thôi, không cần sợ nhiều vậy. Rồi đây, khổ lắm cơ. Mặt rồi, nhỏ mặt nhỏ nhiều nha. Rồi cho nó gạt nó đi. Phải để ý có con chúa. Chúa thì nó không bâu ở đây đâu, ghi yên tâm vậy. Chúa không bao giờ bâu ở đây. Bánh này là sao mà mình lấy được cái ấu này như ta? Cái ấu này làm gì? Ấu này non lắm. Mình cắt sát vào. Ừ. Đúng rồi, nó là phải sát vào đất, đỡ dao, đúng rồi. Mật non chẹt à? À. Đẻ nó à. Ê, ta không được. Chúa ơi, nhìn phát phải chết ngay. Đất, cắt đất. Giỡn em. Chịt ngay, đùa. Miếng cuối cùng rồi. Kệ nó. Miếng bao nhiêu thì miếng, được bao nhiêu lấy bấy nhiêu chứ quan trọng gì. Đừng đẩy vào miếng mặt như thế mà đỡ nó bên dưới á. Rồi, kết thúc rồi các bạn. Rồi, kết thúc. Giờ đến dịch vụ bắt chúa. Bắt chúa. Rồi. Thôi kệ nó. Mà rộng hay bên nách. Có bắt nguyên đàn thì bắt. Tổ này dễ bắt đàn. Dễ bắt kìa. Có bắt không? Bới đến đâu bới đất ra đến đấy. Đừng để cho nó này ít ỏ. Nên là đến luôn. Khoáng rồi. Lấy đất ra, rơi đâu lấy đấy, không tí nó lại trộn lẫn vào đó, thấy không? Ong nó xuống là nó khó chịu lắm. Mình phải lấy, tạo ra cái chỗ rộng nó sạch sẽ. Cạo đất sạch ra. Thôi bên dưới không cần, bên trên kia kìa. Chú đút vào chú xoắn vào phát. Cứ đút vào xoắn phát là nó dễ bở. Cái đất ụ mối là nó cứng lắm. Rồi bây giờ lấy vào mũi, lấy vào đâu? Để em ít ít em bắt con chúa luôn. Ừ rồi. Cho đi thuốc đâu anh đâu rồi? Bây giờ mà bỏ thuốc vào thì sao bới. Bây giờ lấy vào mũi, lấy vào đâu? Cái từ từ từ. Thôi tắt lại, tắt thế này nhá. Đây các bạn ơi, cái ổ ong thì mình vừa mới bắt chúa thì cũng đã xong. Cái đây là cái hang mà nó làm thì rất là nhỏ. Thì mình cũng bắt được con chúa này các bạn này. Đó, con chúa đây. Chúa nằm đây các bạn nhé. Thì mình nhốt đây. Và mấy đàn con nó đã bù ở đây gần hết rồi, gần như là xong rồi.
mình bây giờ sẽ chuyển đi chỗ khác để đây cho nó cái con ong nó vào bù kín hết rồi bắt đầu mình sẽ quay lại nhìn nhắc cái ổ này về. Thì bây giờ mình đi cái mổ khác các bạn nhé. Giờ mình sẽ đi bắt ổ tiếp theo các bạn ạ. Ổ vừa rồi thì nó hơi nhỏ. Giờ mình sẽ bắt thêm ổ nữa và kết thúc luôn video các bạn nhé. Thì mình sẽ quay cái cảnh mình bắt cái ổ chúa này tiếp. Cũng là một cái mương này luôn các bạn ạ. Một cái mương này được hai ổ luôn này. Đây, cái mương này các bạn nhìn này, rất là sâu, to. Ừ, đúng rồi. Ổ này thì bữa trước họ đã bắt rồi kìa. Kìa, sát này. Đâu anh? Dưới cái cây cây keo đổ này. Nằm ngay ở dưới cái keo đẻo này. Mình phải dọn. Kẹo mới bắt được ổ ong về. Sợ cái ổ dưới nó bắt xong rồi nó xuống ở dưới luôn. Đó, một cái mương các bạn, sâu ở tận dưới này. Cái đen này nó bất kém là bên đây được cái là ai con ong đốt ngoài cổ đây con ong này nó làm rất là gần các bạn nhé, lông đào xíu là tới nơi nhanh. Đây, vừa mới đào xong rồi bây giờ đã tới rồi các bạn này, mà ổ ong thì không to, ổ ong nó bình thường. Ô, tôi đã. Bị ong đốt là chuyện bình thường. Ong không đốt mới là bất bình thường. Mẹ con này, nó đập được nó chết. Mày. Chưa, vẫn ông bù. Tránh đến mức tối thiểu bị ông đốt. Bỏ luôn cả miếng này tị về cắt sát sau. Cắt mặt này to này. Cứ bình tĩnh thôi. Không gì vội. Bỏ cả đi, cháo nó về không, cắt trước chứ, cắt trước xong mình để riêng, tí mình để cái này bên trên, hiểu không? Để riêng nó ra. Cái gì để đâu, hợp toàn ổ nhỏ.
này thì bữa xưa họ đã bắt đây rồi các bạn này. Chỗ này thẳng cái chỗ ngón tay mình chỉ vào là họ đã bắt rồi. Ở đây mình bắt lại thôi. Chắc nó làm ở bên đó, nó chuyển sang bên đây nó làm. Đó, miếng này thì nhiều mật này, nha. Nhiều mật này các bạn này. Vàng. Nhiều mật. Dày nha. Cột luôn. Ra được một miếng ong non này. Ừ. 21 ngày nữa. Mặt thì nhiều lắm các bạn này. Chưa biết ông được không? Bạch mặt to luôn. Ai là nó bu lên cái cây kia rồi. Quá. Cái cây á hả? Dạ, cái keo kìa. Trên đầu cái keo á, nó đang bu. À, trên đầu anh nè. Kệ nó. Nhiều mặt đấy, dạ. Ừ. Đúng ra lúc này là phải làm bao trước. Bao làm rồi đây. Ừ. Làm một cái que rồi. Các cái ấy vuông ra. Mấy cái cây gác vuông ra. Vuông bốn góc thôi. Không tính mình treo nó vào nhanh hơn. Như hồi nãy anh làm cái mũ á. Đây được một que rồi nè, còn một que nữa là định là xong rồi đó. Quay xong rồi một cái ổ này thì mình nhấn chắc cũng đã xong các bạn ơi. À, cái này cũng khá sâu nhưng mà cái ổ nó không có hang hốc ấy, thì tụi mình nhấy nó sẽ dễ. À, ổ nó bù hai chỗ luôn các bạn này, đây chỗ thì mình sẽ cho nó vào cái bao này. Đây, sáp này có xíu rồi. Hôm nay thì được ít sáp, ít mật, ít sáp. Còn ong thì ổ này họ bắt rồi nên là nó còn ít. Đốt ít rồi. Bắt chúa. Đốt rồi. Đốt à. Xin chào các bạn nha. Đến bây giờ thì đàn ong ở trong những cái bao, cái mũ của mình nó cũng đã vào gần như là hoàn toàn rồi các bạn ạ. Đây các bạn này. Nó vào hết trong cái bao này rồi đây. Giờ thì mình sẽ bắt để mang nó về các bạn nhé. Cái quá trình bắt ong của mình thì đây các bạn này, nó đã vào kín luôn cái bao này rồi nhé. Rồi mình sẽ bọc nó lại và mang về. Còn một đám con nhỏ nhỏ ở trong cái. Đây là thành quả cái ổ thứ hai của mình nhé các bạn ạ. Cũng đã vào hết ở trong đây các bạn nhé. Đó, ong vào hết trong cái ổ này rồi này. Vào trong cái túi này. Và anh cầm ấy. Lúc nãy anh đốt. Lúc nãy anh đốt mà. Thì bây giờ mình sẽ thu luôn cái ổ này lên trên kia. À, báo thành quả cho các bạn này. À, thành quả buổi trưa ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì của mình ấy, thì cũng được là hai đàn ong các bạn ạ. Cái số mật thì được đây rồi các bạn này. Mật hôm nay thì không được nhiều lắm. Đây các bạn nhé. Mà được hai ổ ong thành quả ngày hôm nay tụi mình thu hoạch được. Thì bây giờ video của mình cũng xin tạm dừng tại đây luôn các bạn nhé. Thì các bạn xem thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký ủng hộ anh em các bạn nhé. Xin chào và hẹn các bạn sau nhá. Chào anh ơi, chào mọi người nhá. Xin chào cả nhà mình nhá.